Mặt trời trên biển lớn. Anh nhớ đến em. Anh nhìn thấy em. Anh nhớ đến em. Khi mặt trời chiếu rọi trên biển lớn. Biển lớn. Anh nhìn thấy em. Câu dễ chuồng gia súc đó hả? Dễ chuồng gia súc gì chứ? Học thơ mà. Học thơ như vậy sao? Tôi xem nào. Học thơ thế nào rồi? Em hỏi anh. Bút màu là gì? Bút màu. Mấu chốt của câu này không phải là bút màu là gì. Mấu chốt nằm ở ánh trăng giống như bút màu, vẽ ra cái bóng nhiều màu sắc trên mặt hồ trong đêm tối. Anh chưa nói cho em biết cái gì là bút màu. Em hỏi anh, bút màu là gì? Bút màu là bút màu thôi. Bút có màu đó. Anh vẽ ra cho em coi. Vẽ đây này. Bút màu mà cũng không biết. Nhìn đây. Đây là bút gì? Bút màu chính là bút có màu sắc. Cái đó gọi là viết. Các cậu gọi là viết đầu lưỡi mà. Bút màu. Học thơ thế nào rồi? Không hiểu. Không thuộc được. Không phải em đang học hay sao? Em hỏi anh nè. Em nói xem, nếu như em đọc bài thơ này cho Đỗ Lan Vân nghe, cô ấy có giận không? Cô ấy có thấy hay không? Cậu còn nghĩ tới chuyện Đỗ Lan Vân à? Tối qua lúc tôi dạy cậu học thơ, tôi bỗng nghĩ tới con đường thứ ba mà cậu phải đi. Đường nào? Đường nào? Sách cổ nói có một kiểu phụ nữ thế này, dù cậu thế nào đi nữa, cậu cũng không thể rước vào nhà. Nhưng mà dù cậu thế nào đi nữa, cậu cũng không quên được cô ấy. Cậu chỉ nhớ cô ấy, nhớ bất kể ngày đêm, cho tới chết. Sao? Tới chết sao? Biết cổ nhân gọi kiểu phụ nữ này là gì không? Sao chổi? Không phải. Khắc tinh cũng không đúng. Tôi chết cũng không rước vào nhà được. Vậy là khắc chết rồi. Cậu đừng có nghĩ xấu như vậy. Cậu nghĩ tốt lên đi. Biết cổ nhân nghĩ thế nào không? Nghĩ thế nào? Cổ nhân nói cô ấy là hồng nhan tri kỷ. Bốn chữ người Nhật. Đây không phải là tên riêng, là danh từ. Hồng nhan tri kỷ. Từ à? Anh nói đơn giản chút đi. Nói tên, em nghe hiểu. Nói đi. Tôi nói tên riêng thì cậu cũng không biết. Em biết, anh nói đi. Tôi Tiểu Tiểu, người Nam Tề. Cậu biết không? Ở thôn nào? Lý Thi Thi, người Bắc Tống. Cậu biết không? Người thời Tống. Vậy sao em biết được? Vậy thì thời Minh, Đồng Tiểu Uyển, Lý Hương Quân, Trần Diên Diên. Đợi chút. Đây gọi là gì? Lý Hương Quân. Cái tên này hay. Hương, Lý Hương Quân. Anh nghe xem. Đỗ Lan Vân, Lý Hương Quân. Hai cái tên này giống giống nhau. Lý Hương Quân, Đỗ Lan Vân. Trên cùng một tờ phải không? Cái này hay nè. Có tên giống gì nữa không? Nói thêm hai cái đi. Vậy thì nhiều lắm. Nếu tính hiện giờ còn sống, Trại Kim Hoa, Tiểu Phụng Tiên, mấy người anh nói không giống mấy cô gái đứng đắn. Cũng đúng. Sao mấy hồng nhan tri kỷ này toàn là kỹ nữ thanh lâu vậy ta?
Ý gì? Tôi tuyệt đối không có ý đó nha. Vậy đi, nói với cậu thế này, nghĩa là tất cả những cô gái mà cậu thích nhưng không rước vào nhà được đều có thể coi là hồng nhan tri kỷ. Hồng nhan tri kỷ. Tri kỷ thì em hiểu. Thế nào là hồng nhan? Xinh đẹp đó, như hoa như ngọc đấy. Cậu có thể nói Đỗ Lan Vân không đẹp hả? Cậu nhìn xem cái ánh mắt này, nhất định không nghĩ chuyện gì tốt đẹp rồi. Anh mới là không nghĩ gì tốt đó. Vậy anh xem, cái hồng nhan tri kỷ mà anh nói, với bốn bề gì đó, trong thơ của anh, bốn bề im ắng, nó không giống tên người. Sao nghe nó cứ như là tương đối thôi, là bốn bề im ắng, danh từ. Anh nghe xem, dị quá, nghe nản lắm. Em muốn anh ngẫm cho em một cái tên, để sau này em gọi Đỗ Lan Vân, không giống như người khác. Chỉ riêng em gọi cái tên này thôi, đơn giản một chút, vui vui một chút, giống tên người. Em nghĩ ra một tên, anh nghe giúp em. Vậy cậu nghĩ được cái gì? Tiểu Hồng. Tiểu gì? Tiểu Hồng. Sao? Hay lắm. Tiểu Hồng. Tiểu Hồng rất hay. Được không? Hay lắm. Hay mà còn cười. Tôi thấy Tiểu Hồng rất hay. Rất hay. Hay thật. Tiểu Hồng. Hay thật thì em gọi đó, tùy cậu. Anh mau nói cho em biết đi. Em đọc bài thơ này cho cô ấy, cô ấy sẽ phản ứng thế nào? Vậy phải xem cậu đọc thế nào. Cậu đứng đọc hay là ngồi xuống đọc? Cậu đọc lớn tiếng hay là đọc nhỏ nhẹ thì thầm? Cậu cúi đầu đọc như vậy hay là cậu ngẩng đầu lên? Cậu nhìn vào mắt cô ấy, đọc cho cô ấy. Chắc chắn là em đứng đọc, ngẩng đầu, nhìn vào tay mình và đọc cho cô ấy nghe. Vậy thì tôi không nghĩ ra nữa. Anh cũng đừng nghĩ ra. Em không đợi được nữa. Em đi đây. Đừng, vội gì chứ. Vậy cậu đi đi. Cậu đi đi. Đi đi. Tôi cũng muốn xem cái người đọc thơ mà nhìn vào tay của mình thì đọc thơ tình yêu thế nào đây. Đóng cửa làm gì? Không có gì đâu. Ngồi đi, ngồi đi. Chỗ chị cũng ấm quá ha. Có gì em nói mau đi. Chị còn bận việc. Dạo này em bắt đầu đọc sách. Đọc sách gì? Em đã học một bài thơ. Học thơ. Em đọc cho chị nghe. Em biết chữ rồi à? Vậy được. Vậy bắt đầu. Anh nhớ đến em mỗi khi mặt trời chiếu rọi. Trên biển lớn, mỗi khi mặt trăng dậy nét bút màu, trên dòng suối bút màu. Anh nghe thấy hay là nhìn thấy ta? Anh
Anh nhìn thấy em. Anh nhìn thấy em. Mỗi khi bụi bay mù mịt phía xa trên đất liền. Đợi đã. Trên tay em có gì ạ? Trên tay không có gì cả. Tay. Không có gì. Chị xem có không? Chỗ này không có. Quay lại. Quay lại cũng không có. Không có. Đứng yên. Đây là gì? Em biết chữ rồi ạ. Bức tranh này là gì vậy? Thơ. Em sợ quên. Thật ra chỉ muốn nhắc chút thôi. Nhưng em học thuộc thật rồi mà. Thật đó. Không tin thì chị ngồi đó. Em tiếp tục đọc cho chị nghe. Được. Đọc tiếp đi. Anh ở bên em. Dù em ở nơi chân trời góc bể, vẫn như cạnh bên. Mặt trời lặn phía tây, những ngôi sao sắp chiếu vào anh. Chỉ mong em cũng ở bên cạnh anh. Đúng không? Em cầm cái này để học thơ à? Dùng cái này để học. Chị cười rồi. Nếu chị cười, chứng tỏ chị không giận. Được rồi. Sau này chúng ta không nhắc tới chuyện đó nữa. Coi như hôm nay em xin lỗi chị. Vậy Tiểu Hồng, chị làm tiếp đi. Ai? Em dịch trước đây. Chứng Đông. Tiểu Hồng gì chứ? Đồ ngốc. Bắt đầu đi. Được được. Cái đó chờ chút. Tôi dặn họ đôi lời. Hôm nay không có phụ nữ cho các cậu nhìn đâu. Nhưng không sao cả. Các cậu cứ coi như là có phụ nữ mà chạy cho tôi. Đâu phải không chạy nổi. Phải không? Đừng để người khác cười đại đội độc lập chúng ta. Đừng để tôi nghĩ các cậu là một đám gia súc chỉ biết giao phối. Phương Chấn Đông tôi xin nhờ cậy các anh em đó. Đại ca yên tâm. Chạy. Đội số 1 lên pháo.
1 phút 45 giây. Đội số 2 lên pháo. Một phút 42 giây. Một phút 55 giây. Một phút 23 giây. Theo tình báo, nhiều khả năng ngày mai quỹ sẽ diệt Hoàng Hà, phát động tấn công Đồng Quan. Đại bác của chúng ta không sao chứ? Không vấn đề gì. Tham số bắn đã được cài đặt. Hôm qua chúng tôi còn tiến hành thử bắn hiệu quả ở hậu câu, làm tới mức không sai ly nào. Tốt. Vậy chờ ngày mai, sau khi quỹ diệt xong, chúng ta tiến hành tấn công bằng đại bác. Nếu đại bác của quỹ còn bắn, thì có gây nguy hiểm cho đại bác chúng ta không? Không thể nào. Phạm vi bắn của đại bác chúng ta gần 10 km, vượt xa phạm vi bắn của đại bác quỷ. Anh yên tâm đi. Tốt. Đi chuẩn bị đi. Rõ. Tất cả, nghe rõ cho tôi. Các cậu đều là quân nhân ưu tú của đế quốc Đại Nhật Bản. Pháo súng của kẻ địch không bằng chúng ta. Bây giờ các cậu băng qua sông Hoàng Hà tấn công. Rõ. Xuất phát. Tiến vào trận địa. Mau mau mau. Bên kia. Mau mau mau. Mau mau mau. Pháo số 1 bên này. Rõ. Lùi về sau. Chuẩn bị nạp đạn. Khóa chặt mục tiêu. Chuẩn bị nạp đạn. Chuẩn bị. Nổ pháo. Nổ pháo. Chạy mau, đẩy pháo chạy. Đánh hay lắm. Cô Đỗ, lần này nhờ có cô. Khách sáo gì chứ.
đánh quỷ, giữ đồng quan là nhiệm vụ chúng ta nên làm mà. Không chỉ có tôi, mà tất cả người dân đồng quan chúng ta đều có trách nhiệm này. Đúng vậy, đúng rồi. Lần này hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi như vậy, cũng nhờ người của đại đội độc lập các cậu. Trấn Đông, mau qua đây xem. Đại bác của các cậu chuyển về có lợi hại không? Đây này. Nổi chết đám chó Nhật. Đối phó đám hèn nhát này nên dùng cách này từ lâu mới phải. Có biết ăn nói tử tế không đó? Không phải em nói hay lắm sao? Sáng sớm ngày 23 tháng 11 năm 1938, quân Nhật ở Phong Lăng Độ đã sử dụng một phân đội hơn 40 xuồng hơi với ý định vượt sông Hoàng Hà, đánh chiếm Đồng Quan. Quân phòng thủ của tiểu đoàn độc lập ta với sự hỗ trợ của 15 khẩu pháo hạng nặng đánh trả mạnh mẽ. Ngoài 10 chiếc xuồng hơi, đám quân Nhật còn lại đều đã bị tiêu diệt. Trận chiến này được gọi là chiến thắng Đồng Quan. Kể từ đó, các trận pháo binh qua sông đã trở thành hình thức tác chiến quan trọng giữa ta và giặc trên tuyến sông Hoàng Hà. Được. Hay. 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 Em ăn của em đi. Hay. Hay lắm. Hay. Hay lắm. Hay lắm. Hay. Hay. Tỉnh. Nhặt ở đâu vậy? Hậu câu, dưới sườn núi. Nhìn ra cái gì không? Đây là hộp quân dụng của Nhật. Machizakaya. Hộp gia ta. Tôi từng nhìn thấy ở trạm lương thực. Đây là lương thực tác chiến của quân Nhật. Quỷ đã đến Đồng Quan. Báo đại đội họp, đưa người tới hậu câu. Đợi đã.
Đợi gì? Quỷ đã đến cửa nhà rồi, còn đợi gì nữa? Cậu nghe tôi nói hết được không? Vừa nãy tôi chỉ suy đoán thôi. Rốt cuộc có phải quân Nhật hay không, tôi cũng không biết. Kể cả đúng, chúng có bao nhiêu người đến làm gì, tôi cũng không biết. Hậu cung có khoảng 78 con mương. Sao cậu có thể đi tìm từng con mương một được? Tôi nghĩ chuyện này vẫn nên báo cáo với Dạng Tử Khanh, bàn bạc một chút. Không được. Miếng thịt này là chúng ta phát hiện ra. Anh nói với anh ta, chuyện này rốt cuộc sẽ tính cho ai? Cậu, cậu ra ngoài một chút. Ra ngoài một chút. Nào, ra ngoài. Chấn động. Từ khi chúng ta quen biết tới nay, chuyện gì tôi cũng chiều ý cậu, ý vào cậu. Nhưng hôm nay không được, vì tôi thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Ngộ nhớ quân Nhật đã vào đồng quan, đừng nói là đại đội độc lập chúng ta, cho dù là doanh trại độc lập của quân chính quy cũng chưa chắc xử được bọn chúng. Anh dọa em hả? Tôi không hề dọa cậu. Dù cậu có đồng ý hay không thì chuyện này phải bàn bạc với tiểu đoàn trưởng Dạng Tử Khanh. Cậu không muốn đi, tôi đi. Cậu mau chóng quyết định đi, tôi không lừa cậu đâu. Ông trẻ à. Hồ Tiến Tài phân tích có lý. Có khả năng người Nhật đã đến đồng quan, nhưng trên phòng tuyến của anh sao không có chút phản ứng gì? Cũng chưa chắc phòng tuyến của tôi để sót. Hai hôm nay chúng giật bắn pháo, tôi còn thấy lạ nên đặc biệt tăng binh lực tuần tra. Xem ra vẫn không đề phòng được. Quân Nhật trà trộn vào đồng quan, rốt cuộc chúng định làm gì? Rất có khả năng là nhắm vào bốn khẩu đại bác đức của chúng ta. Chó Nhật. Đại đội trưởng Trương, cậu lập tức quay về trận địa Đại Bác. Lập tức cô lập bốn phía. Không có lệnh của tôi, không ai được phép xuống núi. Cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài, kể cả nguồn cung cấp lương thực và nước. Nếu đúng là người Nhật đến đồng quan, hơn nữa mục đích của họ là bốn khẩu đại bác của chúng ta, thì rắc rối to. Nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến ác liệt trường kỳ. Nếu người Nhật nắm rõ vị trí cụ thể trận địa Đại Bác của chúng ta, thì chúng ta hoàn toàn bị động. Lập lại mệnh lệnh. Rõ. Cô lập bốn phía, cắt đứt nguồn cung, cắt mọi liên lạc bên ngoài. Còn nữa, nếu có thể thì tách đạn pháo và đại bác xa một chút, tránh lúc bị tấn công đốt cháy đạn pháo của chính mình. Rõ. Có cần phải nhân lực tăng phòng thủ cho cậu không? Không cần đâu. Trên núi chúng tôi có 38 chiến sĩ, cộng thêm mấy anh em của đại đội độc lập, chắc cũng đủ nhân lực rồi. Hơn nữa, bây giờ đột nhiên điều quân tăng chi diện, cũng dễ bị lộ mục tiêu. Được, lính cần vụ có. Phái một chiến sĩ đem theo hai súng máy cùng đại đội trưởng quay về trận địa Đại Bác. Rõ. Đại đội trưởng Trương, lúc về thì đừng đi đường cũ, tôi biết rồi. Ngồi đi. Dân, đứng làm gì chứ? Đại đội độc lập tiếp tục luyện tập với liên đội pháo binh. Tin tức hôm nay đừng truyền ra ngoài, mấy người chúng ta biết là được rồi. Chuyện này rất quan trọng, kể cả binh sĩ của đại đội độc lập, được không? Bên phía Đỗ Lan Vân có nói với chị ấy không? Lát nữa tôi nói với cô ấy. Đi thôi. Chứng đông. Tôi biết từ đáy lòng cậu không chấp nhận. Đâu có. Tôi nhìn ra mà. Nhưng nếu các cậu định tự ý hành động, ngồi nhỡ xô xát với kẻ địch, thì chúng ta rất bị động. Cục diện hiện giờ là tốt nhất. Chúng ta cứ giả bộ không phát giác ra, chỉ dừng bắn pháo. Tôi sẽ nhanh chóng nghĩ ra kế hoạch để dụ địch. Mọi người dốc sức hợp tác, tiêu diệt kẻ địch. Cậu yên tâm đi chứng đông. Chuyện này nhất định có phần của cậu. Tôi dặn hai vị một câu nữa, tuyệt đối đừng hành động hấp tấp.
Được, 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 đừng nói với em. Em biết sẽ như vậy mà. Anh xem bộ dạng vừa rồi của anh ta, cứ như là Gia Cát Lượng đó. Nếu không phải hai chúng ta đưa tin thì anh ta chỉ như tên ngốc thôi. Còn trở mắt lên chết bên bờ Hoàng Hà đó, chết cũng không biết chết thế nào. Trận địa Đại Bác phải không? Tôi là Vạn Tử Khanh. Tình hình thế nào? Được, đợi đại đội trưởng Trương về, lập tức gọi điện cho tôi. Được, đừng quên nhắc cậu ấy. Nhất định phải chuẩn bị đủ lương thực và nước. Bảo cậu ấy chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến ác liệt trường kỳ. Tình hình là như vậy. Em mau đi thông báo cho người bên em. Lúc này nếu không có việc gì thì đừng ra ngoài. Công tác thử súng đừng làm nữa. Anh có khá nhiều việc, vào tới không qua đây được. Em phải chú ý cảnh giác, tăng cường an toàn. Em đồng ý với phân tích của anh. Quỷ một mình thâm nhập, tuyệt đối không phải nhắm vào việc bọn em sửa chữa máy móc. Nhất định còn có mua đồ khác. Mua đồ gì? Tấn công từ hai phía vào công tác phòng thủ sông của anh, trong ứng ngoại hợp, công chiếm Đồng Quan. Chuyện này anh thật sự chưa nghĩ tới. Nhưng theo tin tức từ bờ kia báo về, quỷ không có bất cứ dấu vết tập kết binh lực nào. Vậy cũng phải đề phòng. Điều tra nhân số rõ ràng chưa? Chưa. Nhưng anh ước tính số người không nhiều. Vậy anh mau về điều tra đi. Em cũng phải mau chóng chuẩn bị. Đi đường cẩn thận. Được. Chữ này đọc là Vạn. Vạn. Vạn trong bốn bề tĩnh mịch. Vạn trong Vạn Tử Thiên Hồng. Chữ vạn có rất nhiều cách viết. Cũng đọc là vạn. Còn cái này, vẫn đọc là vạn. Họ của trăm nhà, vạn trong họ vạn. Vạn Phúc Thái, Vạn Tử Khanh đều mang họ vạn này. Còn cậu đáng ra cũng là họ vạn. Em không phải họ vạn. Chó mới họ vạn đó. Đổi chữ khác đi, không học chữ này nữa. Được, được, được. Được. Đổi chữ mới. Chữ này đọc là gì? Vạn. Không học chữ này, biết rồi. Không đúng. Chữ này không đọc là vạn. Chữ này đọc là phương. Phương trong muôn vàng dáng vẻ. Phương trong ngay ngắn chỉnh tề. Phương trong không theo phép tắc. Cậu cũng họ Phương. Mẹ cậu cũng họ Phương. Phương trong phương chính đồng. Phương rất giống vạn. Khác biệt là cái dấu chấm trên đầu giống một con dao. Phương và vạn khác biệt nằm ở con dao này. Phương chính là cho vạn một nhát dao. Chữ này hay. Được rồi, biết rồi, đổi chữ khác đi. Học thêm một chữ mới xem nào. Chữ này đọc là gì? Anh mau lên đi. Nhẫn. Nhẫn. Trên đầu chữ tâm có một con dao. Nhìn là nhẫn. Có người muốn nhẫn nhịn được thì phải để người khác đâm dao vào mình. Em hiểu rồi. Giống như chuyện hôm nay, rõ ràng là chúng ta phát hiện ra quỷ, còn phải đi nói với Vạn Tử Khanh để anh ta dạy chúng ta làm thế nào. Như vậy gọi là nhẫn. Đúng, 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 đúng. Đây là anh ta cho em một nhát dao. Em nói này, cái đó không đọc là... cái đó đọc là nhẫn. Đúng. Nhẫn. Phát âm thì anh đừng dạy em. Anh dạy em chữ là được rồi. Còn phải đọc. Cô Đỗ đến rồi. Vậy
Hai người nói chuyện đi. Tôi đi đây. Tôi đi đây. Sao chị đến đây? Chuyện quỷ xâm nhập đồng quan chị cũng nghe rồi. Em có thể ngay lập tức chủ động liên lạc thông báo tình hình cho Giang Tử Khanh. Chị thật sự vui mừng cho em. Xem ra em ở trong đội 38 không uổng phí. Đến để chọc ghẹo em hả? Cứ coi như là đúng đi. Tùy em nghĩ thế nào cũng được. Trước đây trong lòng chị luôn lo lắng em sẽ làm mình làm mày với Giang Tử Khanh, sợ hai người giận dỗi nhau làm lỡ dở việc trứng thủ đồng quan. Xem ra chị nghĩ nhiều rồi. Tranh đấu là tranh đấu, nhưng chị yên tâm, tuyệt đối không làm lỡ gì. Em biết chữ thật sao? Chị không biết lý do tại sao phải không? Nhờ mọi người. Chúng ta cũng xuất phát. Đêm hôm thế này, cậu không ở trong phòng cho ấm, ngồi ở đây lạnh giá, cậu không gió hả? Em muốn thử xem rốt cuộc hôm nay lạnh cỡ nào. Anh nói xem tên quỷ Nhật này vào đồng quan ta thật sao? Chắc là vậy. Hôm nay trời lạnh như băng. Anh nói xem rốt cuộc nó tới nhà chúng ta làm gì? Sao cậu cứ hỏi tôi vấn đề này vậy? Sao tôi biết được người Nhật đến đây làm gì chứ? Anh xem, chúng ta đều là người, đều sợ lạnh, không ăn không uống. Thời tiết lạnh lẽo, bên ngoài vừa có gió lại có tuyết. Hắn trốn ở đâu? Tôi không tin. Mã Biên Thảo nhặt được một cái hộp là từ trên trời rơi xuống hả? Có khả năng. Không phải người Nhật có máy bay sao? Có thể hắn ta ở trên cao ăn rồi tiện tay ném xuống, rơi xuống hậu câu. Rất có khả năng này. Nhưng Mã Biên Thảo đào dưới đất ra, giả lại nó được chôn rất sâu. Mã Biên Thảo xông pha giang hồ nhiều năm như vậy, cậu ấy nói bừa được sao? Nếu đúng là như vậy thì chuyện này nghiêm trọng đó. Vậy anh nói xem lúc sáng Đỗ Lan Dân đến đây, chị ấy có ý gì? Sao cậu lại kéo Đỗ Lan Vân vào rồi? Thì tiện thể nghĩ tới thôi. Chắc chắn cô ấy lo cho em. Có khả năng cũng lo cho Vạn Tử Khanh. Anh nói xem, cô ấy lo cho em nhiều hơn hay là lo cho Vạn Tử Khanh nhiều hơn? Tôi nói, cô ấy lo cho cả hai người các cậu. Lo cho ai hơn?